An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nên đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của Gia Đình Việt. Những lùm xùm giữa đại gia Nguyễn Phương Hằng và cô ca sĩ Vy Oanh luôn khiến cư dân mạng quan tâm. Gần đây nhất là vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư xin ca sĩ Vy Oanh 200 tỷ đồng để duy trì quỹ mổ tim Hằng Hữu, và hứa quỹ mổ tim sẽ đổi thành tên Vy Oanh nếu nữ ca sĩ cho 200 tỷ. Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Cùng xem nhé! Việc đại gia Nguyễn Phương Hằng thời gian vừa qua gọi tên cả hai vợ chồng nữ ca sĩ Vy Oanh để xin 200 tỷ đồng vào quỹ mổ tim đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có thể nói ngoài những lần livestream đụng chạm giới showbiz thì khán giả còn biết đến bà Nguyễn Phương Hằng qua những chuyến từ thiện trải dài khắp đất nước. Bà còn sở hữu quỹ mổ tim Hằng Hữu giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, mới đây vợ ông Dũng Lò Vôi đã báo dừng toàn bộ quỹ từ thiện khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Nhiều cư dân mạng dành cho bà lời khuyên hy vọng bà suy nghĩ lại để có thể tiếp tục hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Và bất ngờ thay khi mới đây, quản lý Hà Ly của bà chủ Đại Nam đã chia sẻ một tâm thư khá dài. Trong tâm thư, bà Phương Hằng cho biết đây là lần đầu tiên bà làm ăn mày, ăn xin để đi cầu xin người khác. Bà cũng cho rằng vợ chồng Vy Oanh khá giàu có và thành đạt thì họ dễ dàng làm từ thiện và giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Cụ thể tâm thư của bà Phương Hằng có nội dung: tôi có tìm hiểu và được biết chồng của Vy Oanh là một doanh nhân rất giàu và nổi tiếng. Cô đang sống ở nước ngoài cùng gia đình với một cuộc sống rất sang chảnh. Và cô ấy nói rằng vợ chồng tôi không là gì cả so với sự nghiệp của vợ chồng cô ấy. Hôm nay tôi gửi tâm thư này đến chồng của Vy Oanh. Tôi xin thay mặt cho tất cả những trẻ em nghèo bệnh tim ở Việt Nam để cầu xin anh 200 tỷ thôi, để phục vụ cho quỹ mổ tim Hằng Hữu đổi thành quỹ mổ tim Vy Oanh. Vì tôi tin chắc một điều, với sự thành công của anh, như những gì Vy Oanh đã nói, thì chắc 200 tỷ này chỉ là cái búng tay. Việc này đã gây xôn xao dư luận và khiến Vy Oanh vô cùng bức xúc. Vy Oanh cho rằng sự việc này cũng như vấn đề đóng quỹ từ thiện không hề liên quan đến bản thân mình. Vy Oanh mới đây cũng đã đăng tải những chia sẻ của mình trên trang cá nhân sau khi bản thân cứ liên tiếp bị cuốn vào những ồn ào không đáng có trong lúc đã cận kề đến ngày sinh nở. Nữ ca sĩ cho hay cô luôn bị đặt vào những tình huống khó. Cô tin rằng những điều mà người khác làm không hay với cô đều sẽ có nhân quả và pháp luật đáp trả. Cụ thể cô lên tiếng: có ai định làm gì mình thì làm luôn, có điều nhớ hộ giúp trên có đạo trời, luật nhân quả, dưới có pháp luật. Ngoài ba mẹ, gia đình và vài người Vy Oanh chịu ơn ra, thì Oanh chỉ trả lời hoặc nói chuyện với những người Oanh cảm thấy còn chút tôn trọng. Câu chuyện những tưởng Vy Oanh nhận lời xin lỗi là xong, mà đến nay tròn tháng, rồi sao thấy, như cô dâu 8 tuổi, mà phim này phim hài. Phía dưới bài viết Vy Oanh cũng thể hiện rõ sự bức xúc. Cô cho rằng, từ lúc rút hết tài trợ là do công ty của đằng ấy báo thua lỗ, nhưng bỗng dưng lại lan truyền mọi việc là do cô là nguyên nhân. Nhiều bình luận cho rằng Vy Oanh nên bỏ ngoài tai những điều không hay và đừng lên tiếng nếu như không muốn những ồn ào đi xa hơn. Thời gian này nữ ca sĩ cũng cho biết chỉ tập trung nghỉ dưỡng để chào đón đứa con thứ ba, cũng như dành sự quan tâm cho những ai yêu thương và tôn trọng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé!